Quý vị thân mến, ngày 29 tháng 9 năm 2001, Nguyễn Văn Thiệu, nguyên tổng thống của chính quyền Sài Gòn, đã qua đời tại một bệnh viện của Mỹ, hưởng thọ 78 tuổi. Trong suốt 26 năm, những chi tiết về giờ phút cuối cùng của ông ta ở Sài Gòn được giữ kín. Phải mãi tới những năm cuối thập niên trước, nó mới được tiết lộ qua lời kể của một số sĩ quan quân đội Sài Gòn, những người đã cùng Nguyễn Văn Thiệu rời bỏ Dinh Độc Lập rồi ra sân bay Tân Sơn Nhất đi Đài Loan. Nguyễn Văn Thiệu may mắn thoát khỏi âm mưu ám sát của nhóm sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa trước lúc di tản năm 1975 ra sao? Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của quân và dân ta, thực hiện quyết định của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, ngày 9 tháng 3 năm 1975, quân đội ta từ nhiều hướng đã đánh vào Buôn Ma Thuột. Sau 32 giờ chiến đấu rất ác liệt, quân ta đã hoàn toàn làm chủ thị xã này. Trước thất bại thảm hại đó, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu ngoan cố ra lệnh cho ngụy quân Sài Gòn phải giữ Buôn Ma Thuột bằng bất cứ giá nào. Nhưng trước sức tấn công như vũ bão của quân ta, quân địch đã rút chạy khỏi Tây Nguyên về đồn trú ở các tỉnh ven biển miền Trung. Khi quân ngụy chạy được vào Huế, Nguyễn Văn Thiệu lên đài truyền hình Sài Gòn tuyên bố sẽ bảo vệ Huế đến cùng. Khi tàn quân ngụy tẩu thoát đến Đà Nẵng thì Tổng thống Thiệu lại hò hét tử thủ Đà Nẵng. Khi tàn quân ngụy chạy đến Nha Trang thì Tổng thống Thiệu mật đàm với Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên rằng bỏ Nha Trang, Cam Ranh thì bằng mọi giá phải giữ lấy Phan Rang, còn Phan Rang thì máy bay của ta còn cản, đánh được tới Đà Nẵng, mà mất Phan Rang thì Cộng sản có thể dùng sân bay ở đó đánh tới Sài Gòn này. Nhưng quân ngụy làm sao cản được dòng thác thần tốc táo bạo bất ngờ của quân và dân ta? Thất bại cay đắng về quân sự, Tổng thống Thiệu đã mất đi sự ủng hộ của các nhà chính trị trung lập lẫn các nhà lãnh đạo quân sự của ngụy quân và không được ông chủ Mỹ làm ô dù nữa. 20 giờ 5 phút tối 21 tháng 4, mặc chiếc áo hở cổ, Tổng thống Thiệu đứng trước cuộc họp gồm 200 người là Tổng trưởng, Thứ trưởng, Tướng lĩnh, Dân biểu v.v. tại Dinh Độc Lập, đã đọc một bài diễn văn từ trước rõ dài, nhiều lần điểm xuyết bằng những giọt nước mắt, nhiếc móc Hoa Kỳ là chơi không đẹp, là vô lương tâm, là vô nhân đạo, là vô trách nhiệm. Thiệu còn bảo, các ông bỏ chạy, bắt buộc chúng tôi phải làm cái việc mà chính các ông cũng không làm nổi. Và đúng 20 giờ 45 phút Thiệu tuyên bố từ chức, trao quyền cho Trần Văn Hương, một ông già 71 tuổi, chấp chính. Trong 7 ngày, Trần Văn Hương lên ngôi, các chính trị gia Nam Việt Nam và các cố vấn Mỹ, Pháp đấu đá nhau kịch liệt để đưa người ra thay ông Hương. Từ ngày 25 tháng 4, Sài Gòn đã nằm trong vòng vây thép của Đại quân Giải phóng với sức mạnh áp đảo toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân Sài Gòn. Giữa lúc ấy, ngày 25 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu đã phải nhục nhã ra sân bay trong đêm tối, rồi lên một máy bay cùng với những hòm của cải to lớn mà ông ta bòn mót được trong thời gian làm Tổng thống ngụy quyền, chuồn thẳng sang Đài Loan. 7 giờ 30 phút tối ngày 25 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu vẫn đủ bình tĩnh thay một bộ đồ 4 túi, mở tủ, lấy khẩu súng ngắn hiệu Browning, cẩn thận lên đạn, cài khóa dây an toàn rồi đút vào túi áo. Lúc này một chiếc xe Mercedes do viên tài xế Nhan Văn Thiệt lái đã dừng đỗ trước sân Dinh Độc Lập, chờ đón Thiệu ra sân bay. Thiệu lặng lẽ đi xuống xe mà không có tên lính canh nào tháp tùng như mọi khi. Sau đó ông ta lên xe cùng cận vệ của mình là đại tá Trần Thanh Điền. Khi đã ngồi yên vị trong xe, Thiệu hỏi, giọng hơi khàn. Có bao nhiêu súng? Điền đáp, Trinh Tổng thống có 2 cây, 1 M16, 1 côn 45. Chiếc xe ra khỏi Dinh Độc Lập, tiến thẳng về phía nhà riêng của Trần Thiện Khiêm. Lúc này Polga, chùm CIA ở Nam Việt Nam và Timex thuộc phái bộ quân sự Mỹ đang cùng Khiêm uống rượu. Một lát sau, xe chở Thiệu xuất hiện. Những sĩ quan đi cùng đoàn với Thiệu xách xuống mấy chiếc vali có vẻ rất nặng. Họ đề nghị ông Frank Snipp là chuyên gia phân tích tình báo của CIA ở Nam Việt Nam mở cốp sau để họ cất vali vào. Theo Frank Snipp, thì khi họ đặt vali xuống có tiếng kim loại va vào nhau. Sau đó tất cả mọi người lên xe của Frank Snipp tiến thẳng ra phi trường Tân Sơn Nhất. Đi phía trước là một chiếc xe hơi nhãn hiệu Ford Pinto của văn phòng CIA Sài Gòn dẫn đường. Phía sau là hai xe, trong đó gồm 7 người, 3 người của Thiệu và 4 của Trần Thiện Khiêm. Được Tổng thống Trần Văn Hương cho phép ra đi theo yêu cầu của Nguyễn Văn Thiệu. Theo lời kể lại của thiếu tá Nguyễn Tấn Phận, chiếc xe chở Thiệu vào tới gần đường băng thì tắt hết đèn tối om. Chỉ mãi đến khi nhìn thấy ánh sáng lờ mờ hắt ra từ buồng lái, họ mới biết
đó là đã đến sát một chiếc máy bay vận tải C-118. Khi xe chuẩn bị dừng thì có một chiếc Chevrolet lao tới. Một số người Mỹ mặc thường phục, súng M16 trong tay, mở cửa chạy vọt ra, vây quanh Nguyễn Văn Thiệu. Rồi trong đêm tối mờ ảo, đại sứ Mỹ tại Nam Việt Nam là Graham Martin bất thình lình xuất hiện ngay chân cầu thang máy bay. Sau này khi kể lại chuyện bố trí cho Nguyễn Văn Thiệu rời Sài Gòn, Martin nói rằng để giúp Thiệu đào tẩu an toàn, CIA đã phải rất vất vả sắp xếp kế hoạch. Martin cũng hé lộ mấy chuyện hỗn loạn xảy ra trước đó mấy ngày. Đó là một nhóm binh sĩ quân đội Sài Gòn đã dùng vũ khí uy hiếp một chiếc máy bay vận tải C-141 của Mỹ, yêu cầu chiếc máy bay này phải đưa họ đi di tản ngay lập tức. Chưa hết, trong nội bộ quân đội Sài Gòn còn loan truyền nhau thông tin về chiếc máy bay số hiệu Boeing 727 chuyên chở Nguyễn Văn Thiệu đi công du đã được đặt trong tình trạng ứng trực sẵn sàng cho Thiệu di tản. Tình báo Mỹ đã nhận được thông tin rằng một nhóm các sĩ quan tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa bất mãn với Nguyễn Văn Thiệu đã lên kế hoạch bắn hạ chiếc Boeing 727 nói trên ngay khi nó cất cánh khỏi Việt Nam. Với tình hình rối ren như vậy thì Martin đã phải chỉ đạo cho CIA Sài Gòn tung tin đánh lạc hướng rằng Nguyễn Văn Thiệu sẽ dùng máy bay của Air Việt Nam để đào tẩu. Sắp xếp xong thì Martin gọi một chiếc C-118 từ Thái Lan sang Tân Sơn Nhất. Nhằm giữ bí mật tối đa đến phút cuối, 6 giờ chiều ngày 25 tháng 4, Martin mới gửi cho tướng Carl Grove, phụ tá an ninh của Tổng thống Ford, bức điện khẩn với nội dung xác nhận thông tin mà tình báo Mỹ đã nhiều lần nhận được. Đó là một số phần tử của không quân Việt Nam Cộng Hòa là những người hết sức chống đối Thiệu và Khiêm đã nói rằng hai ông này sẽ không rời khỏi Việt Nam mà còn sống nguyên vẹn. CIA biết rằng những phần tử này đang để ý đến chiếc máy bay thường dùng để chuyên chở các nhân vật cấp cao của chính phủ đi ngoại quốc. Martin đề nghị tướng Hunt ở Thái Lan gửi cho một chiếc C-118 tới Sài Gòn ngay buổi chiều hôm đó. Kế hoạch của Martin là sẽ bí mật đưa Thiệu và Khiêm lên chiếc máy bay này, sau đó cất cánh nhanh nhất có thể. Và cuối cùng Martin đã thực hiện đúng những dự liệu của mình, đưa được Thiệu và Khiêm an toàn lên máy bay. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Thiệu quay lại cảm ơn Martin đã dày công dàn xếp chuyến đi. Với một giọng xúc động, Martin đáp: "Thưa Tổng thống, đó là điều tối thiểu tôi có thể làm. Xin tạm biệt và chúc ngài may mắn." Cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc chiến, có thể nói Nguyễn Văn Thiệu đã gặp may. Bởi nếu không có sự can thiệp của Martin thì có lẽ cả Thiệu, Khiêm cùng toàn bộ những người trên chuyến bay di tản ngày hôm ấy đã về chầu trời. Được biết trên chuyến bay này gồm 4 nhân viên phi hành đoàn và 12 nhân vật khác. Trong số đó có Đại tá Cầm, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống, Đại tá Đức, Thiếu tá Phận, Đại tá Điền, Đại tá Thiệt, Trung tá Chiêu, Bác sĩ Minh, Đại úy Hải và Trung sĩ Nghị. Nhóm của Trần Thiện Khiêm thì gồm Trung tá Châu, Thiếu tá Thông, ông Đăng Vũ. Còn về vụ việc nhóm sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa định khai tử chiếc máy bay Boeing 727 chở Nguyễn Văn Thiệu, sau này Đại tá Nguyễn Quốc Hưng cũng tiết lộ thêm nhiều tình tiết thú vị. Ông Hưng lúc đó đang giữ chức Phó trưởng phòng đặc trách máy bay khu trục thuộc Phòng Tham mưu Hành quân tại Bộ Tư lệnh Không quân. Theo ông Hưng kể, thì ngay từ giữa tháng 4 năm 75, một nhóm sĩ quan không quân đã theo dõi sát sao mọi nhất cử nhất động của chiếc máy bay Boeing 727. Sau nhiều lần bàn bạc, họ đã giao cho một sĩ quan ở Cần Thơ thuộc Sư đoàn 4 Không quân lo việc bắn hạ chiếc máy bay này nếu nó đưa Thiệu trốn ra nước ngoài. Theo kế hoạch thì tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có những người được chỉ định theo dõi thật sát các chuyến bay, đặc biệt là chiếc Air Việt Nam Boeing 727. Nếu thấy hai ông Thiệu và Khiêm lên máy bay thì họ sẽ báo tin về cho Cần Thơ để phản lực cất cánh bay thẳng ra khơi và sẽ bắn rơi chiếc máy bay chở Thiệu và Khiêm, dự kiến là khoảng 100 cây số cách bờ biển. Nhưng mà cuối cùng, như quý vị đã biết, Nguyễn Văn Thiệu đã an toàn rời khỏi Sài Gòn vào tối 25 tháng 4 năm 1975. Chiếc C-118 đưa Thiệu sang Đài Loan. Ở đây một thời gian ngắn, ông ta đến Anh và cuối cùng Thiệu định cư tại thành phố Boston, bang Massachusetts của Mỹ. Tướng Vũ Ngọc Nhạ kể về giờ phút cuối của Nguyễn Văn Thiệu. Khi chính thể của Tổng thống Thiệu sụp đổ, Thiệu có gọi điện cho tình báo Vũ Ngọc Nhạ hỏi xem nên xử trí ra sao. Đó là cuộc nói chuyện sau cùng giữa họ. Sau này tình báo Vũ Ngọc Nhạ cũng kể lại chi tiết sự việc này cho báo chí. Ông kể, Thiệu gọi điện và nói: "Thầy hai góp ý cho tôi, lúc này tôi nên xử sự thế nào?" Tướng Nhạ nói: "Ông nên đi khỏi Sài Gòn." Thiệu hỏi: "Đi đâu?" Ông Nhạ phân tích cho Thiệu hiểu,
quân giải phóng đang nắm phần thắng đến 99% rồi và chỉ khuyên Thiệu, đi đâu là tùy ông, nhưng ông nên trừ nước Mỹ. Thiệu hỏi, vì sao tôi không nên đi Mỹ? Ông Nhạ nói, sang Mỹ, họ sẽ giết ông. Nguyễn Văn Thiệu sau đó đã tin tưởng lời góp ý của tướng Nhạ. Ông ta đưa vợ con đi Hồng Kông, rồi sau đó cư trú tại Anh Quốc. Cuối năm 2001, ông Thiệu mới qua đời. Thế là ông Vũ Ngọc Nhạ đã giữ được lời hứa với ông Thiệu trong lúc nguy nan, xi nhan để ông ta không phải chết nhục nhã như anh em họ Ngô. Đầu năm 1974, theo chỉ đạo của Trung ương, tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ về lại Sài Gòn, hoạt động trong lực lượng thứ ba, tức Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam. Tổ chức này sẽ tập hợp các thành phần bao gồm nhân sĩ yêu nước, bác sĩ, nhà giáo, nhà báo, nhà văn, người tu hành, sinh viên, các nhà tư sản, sĩ quan và công nhân viên chức có tư tưởng tiến bộ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Mục tiêu của Trung ương là xây dựng lực lượng này thành một tổ chức làm đệm giữa mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam với các thế lực khác nhằm tranh thủ tất cả những ai ủng hộ độc lập dân tộc, trung lập và hòa bình. Từ đó làm cho Mỹ Ngụy bị cô lập ở mức độ cao nhất. Tướng Nhạ sau khi xây dựng được lực lượng thứ ba lập tức tiến hành củng cố mạng lưới tình báo, đưa người của cách mạng vào nội thành chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Theo chỉ đạo của cấp trên, tướng Nhạ đã dựa vào các linh mục có uy tín trong khối Công giáo để ép Nguyễn Văn Thiệu từ chức và góp phần dàn xếp cho tướng Dương Văn Minh lên làm tổng thống thay ông Thiệu. Quý vị thân mến, trong suốt thời gian sống tại Mỹ, Nguyễn Văn Thiệu rất kín tiếng. Ngay cả hàng xóm của ông ta cũng không biết họ đang ở cạnh Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Hầu như Thiệu không bao giờ xuất hiện trong những lễ lạt do số cựu tướng tá quân đội Sài Gòn tổ chức hoặc những buổi ra mắt của những tổ chức người Việt lưu vong phản động. Lần duy nhất ông ta phát biểu trước công chúng là lần trả lời phỏng vấn của một tờ báo Đức, tạp chí Tấm Gương.